trong hai ngày 28 và 29 tháng 5 tại trụ sở Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, dự án Hàng Việt Nam Chất lượng Cao chuẩn hội nhập tổ chức khóa học cho hơn 10 doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp có thể tiếp cận và áp dụng bộ tiêu chí để đạt được chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng Cao chuẩn hội nhập các ngành phi thực phẩm. Tham dự khóa học là đại diện lãnh đạo và những người xây dựng hệ thống chất lượng, quản lý việc vận hành hệ thống trong doanh nghiệp. Chuyên gia Bùi Phước Hòa chia sẻ nhiều nội dung giúp cho các doanh nghiệp hiểu và có khả năng tự xây dựng hệ thống quản lý cho đơn vị, đáp ứng các tiêu chí của Bộ Tiêu chí Hàng Việt Nam Chất lượng Cao chuẩn hội nhập và tích hợp vào hệ thống quản lý sẵn có của doanh nghiệp. Trong đó, nhất là biết cách phân tích để tìm nguyên nhân gốc và thực hiện hành động khắc phục đúng để giải quyết các điểm không phù hợp được tìm thấy trong quá trình đánh giá. Bên cạnh việc học lý thuyết, các doanh nghiệp cũng được học phần thực hành qua các bài tập tình huống. Vào ngày 9 tháng 6 tới đây, tại Hội trường Bộ Khoa học và Công nghệ số 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng Cao chuẩn hội nhập sẽ tổ chức hội nghị tiêu chuẩn mới cho doanh nghiệp và nông dân để khởi động kinh doanh sau cách ly. Với chủ đề giới thiệu tiêu chuẩn Local Gap để xuất khẩu nông sản, định hướng hỗ trợ phát triển mới về tiêu chuẩn cho doanh nghiệp và nông dân. Đây là hoạt động nhằm tạo thuận lợi cho hộ sản xuất và nhà sản xuất nông nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, đang chiếm hơn 70% tỷ trọng nông nghiệp Việt Nam, để nhóm đối tượng này có cơ hội tiếp cận thị trường tốt hơn.